đêm hội trăng rằm được quận đoàn Hoàng Mai, được quận Hoàng Mai tổ chức cho các con. Rất là đẹp, không khí trang hoàng lộng lẫy. Quang cảnh ở xung quanh quận rất là đẹp. Bây giờ này nhá, tập tay này là khi chúng rút ra, mình rút ra. Ok, quay em bảo đây, bảo đây đây. Tí nữa bảo là như là bố luôn đấy, là cái tấm để sẵn đấy luôn. Các em ơi, gạt ra hai bên luôn này, anh tập đúng, và anh xin đúng 3 phút. Bọn em để ý này, sau cái bài trước này không sao. Các em... Đây từ đoàn thiếu nhi đang bắt đầu chuẩn bị để được vào tham dự hội thi. Bố mà người dân bảo như thế nào? Tất cả các quận huyện về đây hết mà. Cho đây là đông. Người dân thường vào đúng không? Và đây là mâm cỗ của phường Yên Sở, mâm cỗ trung thu phường Yên Sở với truyền thống là lễ, với truyền thống là yêu quý các hoạt động thể dục thể thao, và phường Yên Sở đã các đồng chí đoàn viên thanh niên và các chị em phụ nữ đã trang trí điểm tô cho những mâm cỗ của mình, những chú nhím, những chú ếch, những chú chó xinh xắn, ông rồng và ông phượng rất là đáng yêu ạ. Ở hai bên cánh à, vâng, từ những củ hành tây được trang trí giống như là những ngọn đèn hoa đăng, những củ hành tây, những củ hành tím được trang trí giống như những ngọn đèn hoa đăng, rất là đẹp ạ. Từ những quả ớt, từ những lá dứa được trang trí thành hình ông phượng, mắt phượng, rất là đáng yêu. Biệt phường Yên, mâm cỗ của phường Yên Sở, chúng ta sẽ tiếp tục đến với mâm cỗ của phường Hoàng Văn Thụ. Tại đây mâm cỗ của phường Hoàng Văn Thụ cũng được cắt tỉa rất là khéo léo từ những quả dứa. Với những khẩu hiệu trẻ em hôm nay thế giới ngày mai rất là tuyệt vời. Và đây từ những cây cải thảo, những cây bắp cải được trang trí thành giống như là những chú công, những chú thiên nga. Đấy. Quá là đáng yêu. Vâng ạ, với khẩu hiệu cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em, đêm hội trăng rằm của phường Hoàng Văn Thụ mâm cỗ rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Từ những hoa quả trong thiên nhiên, từ những hoa quả này ăn mà được trang trí cắt tỉa thành giống như là những chú công, những chú phượng, những chú lật đật, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Và tạm biệt phường Hoàng Văn Thụ, xin mời các bạn hãy đến với mâm cỗ trung thu của phường Tân Mai. Với khẩu hiệu chào mừng 15 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai thì phường Hoàng Văn Thụ cũng có khẩu hiệu là quyết tâm thi đua xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp và văn minh. Với những hình thù, những con vật, những hoa quả đơn giản và cuộc sống chúng ta hàng ngày được trang trí cắt tỉa thành những con vật ngộ với những hình thù rất là đáng yêu, rất là đẹp. Ủa, cái đám xinh này. Cây những cây dứa được những cây rau được cây vạn tuế được cắt tỉa từ những quả dứa rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, những chú nhím, những chú ấy rất đáng yêu.
Và đây, quả dưa hấu được cắt tỉa giống như một chú cuội đang chơi ở dưới gốc đa, đang ngồi dưới gốc đa. Rất là đáng yêu ạ. Và đây, tiếp theo chúng ta lại tiếp tục đến với mâm cỗ của cơ quan quận ủy, hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, với khẩu hiệu hãy dành tất cả vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. Cơ quan dân chính đảng quận Hoàng Mai chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai, được mâm cỗ của quận ủy quận Hoàng Mai được trang trí rất là đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, với những bông hoa, những loại quả mà được trang trí thành những con vật rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đây ạ, những quả dưa, đây là quả dưa, quả đu đủ được cắt tỉa và làm thành lồng đèn, rất là đáng yêu đúng không ạ? Đây ạ. Những chú thiên nga đang bơi lội ở dưới dòng sông. Quận ủy Hoàng Mai là một quận mới được thành lập vừa tròn 15 năm, và đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai. Với những công trình này thì quận Hoàng Mai đã tổ chức rất là nhiều những chương trình lễ hội đặc sắc để chào mừng quận Hoàng Mai, những hội thi của các phường tham gia, từ những vật dụng đơn giản, những lá cây ở trong cuộc sống đời thường được cắt tỉa thành những chú rồng, chú phượng rất là đẹp. Và tạm biệt mâm cỗ của cơ quan quận ủy Hoàng Mai thì chúng ta đến với mâm cỗ của phường Hoàng Liệt. Này, quý vị hãy cùng quan sát xem ạ, mâm cỗ của phường Hoàng Liệt chúng ta thấy có điều gì khác biệt không ạ? Cũng từ một trái bí được cắt tỉa thành bông hoa sen rất là đẹp. Và trong đài sen này còn có thả những bông hoa và những cây nến với ý nghĩa rất là tuyệt vời. Từ những trái ớt cũng trở thành những ngọn đèn lồng hoa đăng, những ngọn đèn hoa đăng rất là đẹp. Từ những quả trái dưa hấu, từ trái bưởi, từ những quả táo được cắt tỉa thành những con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Từ những quả bí đỏ có thể cắt tỉa thành những chú rồng rất là đẹp. Sáng quá nó đẹp chứ sáng. Rất là đẹp. Đây, từ những quả bí đỏ được cắt tỉa trang trí rất là khéo léo thành giống như là những chú rồng, rất là đáng yêu đúng không ạ? Từ những quả dứa được cắt tỉa thành trang trí thành những cây vạn tuế, rồng cuốn, rất là đẹp. Và tạm biệt với cả mâm cỗ của phường Hoàng Liệt thì xin mời chúng ta hãy đến tham quan mâm cỗ của phường Vĩnh Hưng. Đây là mâm cỗ của phường Vĩnh Hưng, rất là đẹp đúng không ạ? Được trang trí rất là đặc sắc, rất là nổi, với những chú tếu, những chú rồng, chú tếu, và từ những hộp bánh cốm được trang trí thành một khuôn viên của khu văn miếu Quốc Tử Giám, với cái khẩu hiệu là vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. Phường Vĩnh Hưng có mâm cỗ cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những hình thù rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt với cả mâm cỗ của phường Vĩnh Hưng. Xin mời các bạn sang tham quan mâm cỗ của phường Thịnh Liệt. Wow, đây là mâm cỗ của phường Thịnh Liệt đấy ạ. Đây là mâm cỗ của phường Thịnh Liệt.
từ những quả đu đủ, quả dưa hấu được cắt tỉa, quả bưởi được cắt tỉa trang trí rất là công phu, rất là khéo léo. Và biểu với khẩu hiệu của phường Thịnh Liệt đó là vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. Phường Thịnh Liệt cũng đã cắt tỉa trang trí rất là đẹp với những hình ảnh bắt mắt từ những quả dưa hấu, quả bưởi, quả đu đủ, quả táo, quả ổi trang trí thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Đây là một cặp thiên nga được trang trí từ quả đu đủ xanh và hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ một vị lãnh tụ của nước Việt Nam được trang trí cắt tỉa từ quả dưa hấu với bàn tay khéo léo giống như là những nghệ nhân trổ tài rất là đẹp. Chúng ta đang chiêm ngưỡng rất là mãn nhãn với cả những hình ảnh tuyệt vời đấy, đúng không ạ? Vâng, còn rất nhiều những hình ảnh khác. Đó, đây, đó là một khuôn chiếc bánh thạch rất là đáng yêu, đúng không ạ? Chiếc bánh thạch với những bông hoa hồng, với những bông hoa hồng xòe đua sắc, nở những nụ hồng trúng chím. Từ những bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ, các đồng chí đoàn viên thanh niên của phường Thịnh Liệt mà đã làm tạo lên những chiếc bánh với những hình thù rất là kỳ lạ và đáng yêu, đúng không ạ? Đây ạ, với chiếc bánh thạch, chiếc bánh thạch 3D với biểu tượng khẩu hiệu đêm hội trăng rằm của phường Thịnh Liệt rất là đáng yêu, đúng không ạ? Bên kia là đối xứng, một bên là những bông hoa hồng nở thắm và những bông hoa cúc, hoa hướng dương thực được tượng trưng cho những chị em phụ nữ, những hội viên của phường Thịnh Liệt. Những hình ảnh rất là đáng yêu, đúng không ạ? Vì anh nhìn xem những hình ảnh hoa văn họa tiết rất là cầu kỳ, rất là bắt mắt. Từ những quả đu đủ xanh được cắt tỉa tạo thành những công rất là đẹp. Ông đi à? Với chú rùa cũng rất là đáng yêu, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt với cả mâm cỗ của phường Thịnh Liệt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mâm cỗ của phường Đại Kim. Vâng, đây ạ, đây là mâm cỗ phường Đại Kim với khẩu hiệu là đêm hội trăng rằm, trăng vàng soi sáng muôn nơi, bảo vệ trẻ em khắp mọi miền. Đây là câu đối của phường Đại Kim, một mâm cỗ với những chú chó, những chú lật đật, những chú cá rất là ngộ nghĩnh. Và phường Đại Kim là một phường của quận Hoàng Mai. Rất là đẹp ạ. Từ những cánh củ hành, những củ cà rốt mà được cắt tỉa trang hoàng rất là đẹp ạ. Và mâm cỗ được trang hoàng giống với hình chú công rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh. Thật là muôn hoa đua nở, đúng không ạ? Muôn hoa đua nở trong một rừng hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt với cả mâm cỗ đêm hội trăng rằm của phường Đại Kim. Chúng ta tiếp tục tham quan với mâm cỗ của phường Thanh Trì. Đây ạ, mâm cỗ trung thu của phường Thanh Trì cũng rất là đáng yêu, rất là đẹp ạ. Hoa quả được cắt tỉa từ bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ và các đoàn viên thanh niên của phường Thanh Trì. Những hình ảnh rất là thân thương. Hình ảnh rất đối thân thương vị lãnh tụ của nước Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại,
mang những lời thư tới, thư trung thu để gửi tới cho các cháu nhỏ thiếu nhi. Hình ảnh rất là đáng yêu, đáng tự hào đúng không ạ? Từ những bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ và các đoàn viên thanh niên của phường Thanh Trì được trang hoàng, cắt tỉa rất là công phu, rất là kỹ lưỡng để tạo lên những bông hoa, những tác phẩm tuyệt tác. Quả bí xanh, quả dưa, quả đu đủ mà làm lên những hình ảnh đồ gỗ vậy, tạo được mâm gỗ rất là đáng yêu, hình ảnh của Bác Hồ. Khi gửi thư trung thu cho các cháu thiếu nhi, một mâm gỗ rất là tuyệt đẹp. Và tạm biệt với cả mâm gỗ của phường Thanh Trì. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đến với mâm gỗ của phường Giáp Bát ạ. Vâng, muôn hình muôn vẻ đúng không ạ? Trăm hoa đua nở, những hình ảnh rất là thân thương, rất đỗi thân thương của những chú cá, những chú cá còi được làm từ những bột nếp dẻo rất là trông rất là ngon mắt. Vâng, đây là tôi cảm giác như là đây là một góc phong thủy của một gia đình đại gia rất là đẹp, rất là đáng yêu. Đây là một trong những phường nổi tiếng của mạnh, với thế mạnh nền kinh tế rất mạnh của quận Hoàng Mai, phường Giáp Bát. Phường Giáp Bát thì còn có cả bến xe Giáp Bát và có cả ga Giáp Bát. Cái nền kinh tế của phường Giáp Bát cũng rất là phát triển rất là tốt, nền kinh tế an ninh chính trị cũng rất là đảm bảo. Và những quả bưởi, những quả dưa hấu, những cây bắp cải, những cây cải thảo được trang trí cắt tỉa từ những bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ và các đồng chí đoàn viên thanh niên đã tạo nên những bức tranh thực là đẹp mắt, thật là tuyệt vời. Vâng ạ. Đây là một công trình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai. Ta thấy rất là đáng yêu không ạ? Chú chó rất là ngộ nghĩnh, rất những bông hoa rất là dễ thương. Đấy, chú chó này lại còn đeo bờm nữa này, đeo vương miện. Wow, đúng là muôn màu muôn vẻ. Và chia tay với cả phường Giáp Bát, mâm gỗ của, chia tay mâm gỗ của phường Giáp Bát thì xin mời chúng ta đến với mâm gỗ cuối cùng, đó là mâm gỗ của phường Định Công. Vâng ạ. Wow, một mâm gỗ rất là lớn, có rất là nhiều chiếc bánh. Rồi cho tôi cảm giác rất là muốn ăn vào giờ này. Trông những chiếc bánh rất là đáng yêu, được bày trưng bày rất là ngộ nghĩnh từ những con vật, từ những hoa quả. Mâm gỗ rất là đẹp. Wow, và có cả một ông địa nữa. Với những bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ và các đồng chí đoàn viên thanh niên thì phường Định Công cũng đã trang trí cho phường mình được một mâm cỗ, trưng bày mâm cỗ để tham dự thi với những chiếc bánh mì rất là ngon được bày bên ngoài mâm cỗ. Đây là con thuyền đây ạ. Đây là biểu tượng một con thuyền chở các con thuyền lướt sóng đang ơi. Biểu tượng rất là đẹp, và biểu tượng chiếc thuyền được trang trí từ những chiếc bánh mì, từ những chiếc bánh mì và từ những bông hoa, những hoa quả rất là đẹp. Vâng ạ. Vừa qua là các đồng chí lãnh đạo của quận ủy Hoàng Mai đã đến tham quan các mâm cỗ của các phường, và cũng có rất là nhiều những lời khen tặng dành cho các mâm cỗ, dành cho các chị em phụ nữ, các đồng chí đoàn viên thanh niên của các phường đã tích cực tạo ra những cái sản phẩm, những cái mâm cỗ thật là đẹp mắt để giúp cho những du khách tham quan, rồi những đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ, rồi là các
bà con nhân dân được mãn nhãn với cả những mâm cỗ mà được trang trí rất là cầu kỳ, rất là đáng yêu, nhưng cũng rất là mang rất nhiều ý nghĩa với khẩu hiệu vì cuộc sống lành mạnh, vì cuộc sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em, đã mang đến cho các trẻ em quận Hoàng Mai rất là nhiều điều bổ ích, rất nhiều điều lý thú. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn hãy bấm like để hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi, tiếp tục theo dõi những video lần sau tôi chia sẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những lần sau.